khéo tìm đến những mùi hương nước hoa có thể cải thiện tâm trạng là cách tốt nhất để giúp bản thân cân bằng và tích cực hơn. Khi bạn muốn thể hiện sự nữ tính và tinh tế, Chamory Mademoiselle sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Với hương hoa cam tươi mát, hương vani ấm áp và chút xạ hương quyến rũ, không chỉ là một loại hương thơm, mà đây còn là nguồn động viên để bạn luôn tự tin và quyến rũ trong mọi tình huống. Hương thơm có thể gợi nhớ về những kỷ niệm và cảm xúc đáng nhớ trong cuộc sống. Chamory mang đến hương hoa hồng quý phái và trầm hương đầy sang trọng. Khi bạn xịt nước hoa này, bạn sẽ cảm nhận được sự gần gũi và an yên, như một bản ghi chép về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Đôi khi, một chút hạnh phúc ngọt ngào có thể là điều bạn cần để tạo nên một ngày tuyệt vời. Cham AC mang đến hương thơm cổ điển pha lẫn hiện đại, hòa trộn giữa mẫu đơn, hoa hồng, xạ hương, cho bạn sự rạng rỡ tạo nên điều kỳ diệu thật hiếm có. Hãy để những hương thơm nhà Cham đắm chìm bạn trong những trạng thái khác nhau của tâm hồn nhé!